Chào mừng các bạn đến với kênh giải trí tổng hợp Kamita TV. Cha con Minh Châu quyết định hủy hôn, Hưng Phát sẽ trở thành kẻ thù của Thiên Trang. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của mùa sậy trổ bông. Chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Tập mở đầu, với cảnh anh gặp Khôi trong một buổi tối u ám tại một quán cà phê vắng người. Ánh mắt của anh ánh lên sự lo lắng và hồi hộp, trong khi Khôi giữ vẻ mặt lạnh lùng và thâm hiểm. Hắn đã nắm chắc điểm yếu của anh, giấc mơ trở thành hòa hậu và tham vọng đổi đời, đồng thời biết cô đang gặp khó khăn tài chính. Hắn trình bày kế hoạch tỉ mỉ của mình, lôi kéo anh vào trò chơi đầy toan tính, với lời hứa ngọt ngào rằng cô sẽ giành giải nhất cuộc thi hoa hậu nếu hợp tác với hắn. Hơn thế nữa, nếu mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch, anh sẽ có thể kết hôn với Di Bảo, trở thành phu nhân của một doanh nhân giàu có. Sự cám dỗ quá lớn khiến anh do dự, nhưng cuối cùng, khát khao danh vọng đã thắng thế, và cô gật đầu đồng ý với âm mưu đen tối của Khôi. Anh bắt đầu thực hiện kế hoạch với việc hẹn gặp Duy Bảo, để cảm ơn anh đã chăm sóc cho cô sau vụ tai nạn. Cô chọn một quán cà phê sang trọng để gặp anh. Lúc này, Duy Bảo vẫn còn nặng lòng với Châu, nhưng anh cảm thấy anh thật đáng thương, vì thế đã nhận lời hẹn gặp. Anh đến nơi trong trang phục thanh lịch, tỏ ra nhẹ nhàng và biết ơn, khiến Duy Bảo không mảy may nghi ngờ. Trong lúc trò chuyện, anh âm thầm cho thuốc mê vào ly nước của Bảo. Chỉ sau vài phút uống nước, Duy Bảo bắt đầu cảm thấy chóng mặt và mất dần ý thức. Trước khi anh kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, anh đã dìu anh vào một khách sạn gần đó, giả vờ như hai người vừa trải qua một đêm mặn nồng. Khi mọi thứ đã được sắp xếp theo kế hoạch, Khôi nhanh chóng hành động. Hắn gọi điện cho Châu, tạo ra một câu chuyện giả dối rằng Duy Bảo đã phản bội cô và đang ân ái với một người phụ nữ khác. Khôi còn ám chỉ rằng đây không phải là lần đầu tiên Duy Bảo lừa dối Châu, mà anh đã có mối quan hệ ngầm với anh từ lâu. Trái tim Châu tan nát khi nghe những lời đó, cô không thể tin người đàn ông mà cô yêu thương lại phản bội mình một cách tàn nhẫn như vậy. Châu lao đến khách sạn, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Cô mở cửa phòng và cảnh tượng trước mắt khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Duy Bảo và anh đang nằm trên giường, quần áo xộc xệch, trông như thể vừa trải qua một đêm ái ân. Dù Bảo vẫn đang trong trạng thái lờ mờ vì thuốc mê, nhưng với Châu, hình ảnh đó đủ để khẳng định rằng anh đã phản bội cô. Cô bật khóc nức nở, nỗi đau trong lòng trào dâng như sóng vỗ, khiến cô không thể thốt nên lời. Trong cơn giận dữ, Châu bỏ chạy khỏi khách sạn, để lại Duy Bảo vô thức vào anh với vẻ mặt mãn nguyện, còn Khôi đứng sau cánh cửa âm thầm quan sát, nụ cười hiểm ác hiện rõ trên môi. Sau khi tỉnh lại, Duy Bảo không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ nhớ rằng mình đang trò chuyện với anh, sau đó mọi thứ trở nên mờ mịt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Duy Bảo dần nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Khôi và anh. Anh thấy bản thân nằm trên giường cùng anh trong trạng thái xộc xệch, và anh đang giả vờ như họ vừa trải qua một đêm tình ái. Anh ngay lập tức hiểu rằng đây là một âm mưu, nhưng không có cách nào để thanh minh hay giải thích, bởi những gì Châu đã thấy quá đủ để cô không tin bất cứ lời nào từ anh nữa. Châu, sau khi trở về nhà, cố gắng kiềm chế nước mắt nhưng không thể nào che giấu nỗi đau trong lòng. Cô lập tức kể lại mọi chuyện cho ba cô, ông Hoàng chủ tịch tập đoàn Hưng Phát. Ông Hoàng vô cùng tức giận khi biết tin con gái mình bị phản bội. Ông lập tức gọi điện cho ông Thiên, cha của Duy Bảo, trách móc ông không biết dạy con, và cho rằng gia đình Thiên đã lừa gạt gia đình ông. Ông Hoàng đe dọa rằng sẽ hủy bỏ mọi thỏa thuận về đám cưới, và tuyên bố từ nay Hưng Phát và Trang Thiên sẽ là hai đối thủ không đội trời chung trên thương trường. Duy Bảo sau khi hiểu rõ tình hình, quyết định đến gặp trực tiếp cha con Châu để xin lỗi và giải thích. Anh biết rằng nếu không làm rõ chuyện này, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Khi đến nhà Châu, anh gặp cả ông Hoàng và Châu đang ngồi trong phòng khách. Không khí căng thẳng và lạnh lùng bao trùm. Ngay khi thấy Duy Bảo, ông Hoàng lập tức nổi giận, mắng chửi anh thậm tệ, và tuyên bố rằng gia đình ông không bao giờ tha thứ cho sự phản bội này. Châu ngồi im lặng, nước mắt vẫn rơi trên má, ánh mắt cô đầy uất ức và căm hận. Duy Bảo kiên quyết khẳng định rằng anh bị oan và đó là một cái bẫy, nhưng chẳng ai chịu tin lời anh. Ba Châu cho rằng những gì Châu đã thấy là quá đủ để khẳng định sự phản bội của Bảo. Châu cũng không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào từ anh. Cô cảm thấy mình đã bị tổn thương quá nhiều, và không còn đủ niềm tin để tiếp tục mối quan hệ này. Sau khi bị gia đình Châu từ chối thẳng thừng, Duy Bảo trở về trong tâm trạng bế tắc. Anh không thể chấp nhận việc để Khôi và anh tiếp tục điều khiển mọi thứ theo ý họ. Anh biết rằng mình cần phải tìm ra bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Với quyết tâm không để âm mưu của Khôi phá hủy cuộc đời mình, Duy Bảo bắt đầu điều tra ngược lại những hành động của Khôi và anh. Duy Bảo biết rằng việc lấy lại lòng tin của Châu không phải là điều dễ dàng, nhưng anh không thể bỏ cuộc. Anh nhận ra rằng, để giành lại Châu, anh phải vạch trần toàn bộ sự thật, đưa những kẻ âm mưu ra ánh sáng.
liệu Duy Bảo có thể làm được điều này và chứng minh sự trong sạch của mình? Hay anh sẽ mất tất cả trước âm mưu tàn độc của Khôi và Oanh? Mời quý vị đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ phim Mùa Sậy Trổ Bông. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.